Thị trường tiếp tục bốc hơi 500 tỷ đô rồi anh em à. Và những lý do tại sao mà thị trường nó lại đâm mạnh như vậy? Thì ok, xin chào anh em, lại là Huy đây. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bàn về năm cái lý do mà khiến cho Bitcoin đâm mạnh như vậy ha. Và nếu anh em thấy video này hay và bổ ích thì hãy dành 5 giây để tra tấn nút like và subscribe kênh và comment phía bên dưới video này một đồng altcoin mà anh em đang quan tâm và muốn mình phân tích ở các số video altcoin tiếp theo. Thì mình sẽ phân tích giúp cho em nhé. Và để không mất thời gian của em nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay video ngày hôm nay. Và trước khi đi vào nội dung của video thì video này được tài trợ bởi Coin98 Wallet, ví lưu trữ tiền điện tử an toàn nhất hiện nay ha. Ok, và đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay thì em thấy là vốn hóa hôm nay đã giảm xuống còn là 1.769 tỷ đô. Và em thấy là đây là cái mức giảm mà mình thấy rằng là từ hơn 2.200 tỷ đô mà nó giảm còn có 1.700 thôi. Và em thấy là nó bốc hơi cũng 500 tỷ đô rồi. Và tình hình thị trường hầu hết là đang giảm rất là mạnh, em thấy ở đây đang giảm rất là mạnh. Thì vì sao lại như vậy? Bitcoin nó giảm, Bitcoin nó giảm thì altcoin nó giảm hết, thì nó đúng như vậy là không? Thì em có thể thấy là dù Bitcoin nó giảm trong 7 ngày vừa rồi nhưng mà ADA nó vẫn tăng 63% này, Polygon nó cũng tăng 70 mấy% á. Đâu rồi? Đây. Anh em thấy Polygon nó tăng cũng 73%, 74%. Anh thấy hầu hết những cái đồng altcoin tốt thì nó đều giảm, nhưng mà có một vài đồng á thì nó nhận được dòng tiền đổ vào cho nên nó tăng thì nó cũng là điều bình thường. Ok, và theo dữ liệu Data On-Chain thì chúng ta thấy được á, thì lý do vì sao mà Bitcoin nó giảm thì đầu tiên đó là cái số lượng Bitcoin được nạp lên sàn rất là nhiều, anh em thấy nó thẳng đứng lên rồi ha. Và hiện tại thì hôm qua thì Bitcoin nó được nạp lên sàn cũng khá là ít rồi. Vì sao lại như vậy? Thì hầu hết á, mình nghĩ rằng là những nhà đầu tư mà ngắn hạn họ đã bán hết, cắt lỗ cũng như là chốt lời hết rồi, cho nên là không còn Bitcoin nữa để họ nạp lên sàn họ bán nữa ha. Thì em thấy là khi mà cái đường màu đỏ nó tăng thì cái giá của Bitcoin nó giảm thì cũng là điều bình thường, bởi vì là Bitcoin được nạp lên sàn thì hầu hết dùng để bán xả hàng thôi. Và nếu theo như cái dòng tiền thực net flow thì hôm qua là một ngày mà số lượng Bitcoin nạp vào và số lượng Bitcoin rút ra thì nó có số lượng âm, anh em. Số lượng âm này chứng tỏ điều gì? Là số lượng mà Bitcoin nó nạp vào nó ít hơn là số lượng Bitcoin nó được rút ra khỏi sàn. Điều đó chứng tỏ là gì anh em? Chứng tỏ rằng ấy, là cá voi đang mua vào Bitcoin và rút về ví cứng của họ rất là nhiều, cũng như là các quỹ đầu tư lớn họ đang mua Bitcoin rất là nhiều ha. Em thấy rõ như vậy. Hôm qua thì tổng lại tổng dòng đầu vào trừ đầu vào trừ đầu ra thì nó, anh em thấy là nó khiến cho cái mức này nó âm, chứng tỏ rằng là dòng tiền dòng Bitcoin mà nó rút ra khỏi sàn cũng khá là nhiều ha, không có dòng tiền âm, không có dòng tiền dương nữa. Về về cái cú xả của hôm qua thì nó có một cái sự giúp đỡ của những người thợ đào ha anh em. Thợ đào họ nạp lên sàn hôm qua là hơn 5.000 Bitcoin, hơn 5.000 Bitcoin và họ xả cũng rất là nhiều, khiến cho cái cú panic sell của Bitcoin nó giảm xuống tầm 30.000 đô, cũng có một phần ảnh hưởng của thợ đào nữa. Bởi vì là họ thấy giá Bitcoin nó giảm mạnh như vậy thì họ cũng nạp lên sàn, họ xả theo, họ cũng bị panic. Đó là tâm lý chung của thị trường vào lúc đó thôi. Và em thấy là nếu mà chúng ta múc ở vùng 30.000 thì hiện tại chúng ta động lại là tầm 30% rồi. Hiện tại nó đang là 39 cho đến 40.000 rồi ha. Ok. Tiếp theo thì các cái quỹ lớn như là BlockFi thì nó đang làm gì? Thì em thấy là về net flow của BlockFi thì hôm qua họ đã mua rất là nhiều Bitcoin luôn anh em. Anh em thấy là cái nến đỏ này nó chọt lên rất là mạnh, red vol luôn ha. Thì chứng tỏ hôm qua họ đã mua là tầm 2.000 cái đồng Bitcoin. Hôm qua là giá rất là rẻ cho nên là họ mua rất là nhiều. Thì đây là cái lúc mà họ dự trữ Bitcoin nhiều trở lại rồi ha. À, anh em thấy về BlockFi Research thì anh em thấy là họ đang trữ Bitcoin rất là nhiều. Hôm qua là cái đường màu đỏ này nó dựng đứng lên luôn, thì chứng tỏ là họ đang dự trữ mua vào Bitcoin rất là nhiều luôn. Ok, họ hiện tại họ đã dự trữ là tầm 4.000 đồng Bitcoin rồi. Và nên khi mà họ dự trữ Bitcoin càng nhiều thì giá của Bitcoin nó cũng tăng lên nè, họ mua Bitcoin càng nhiều vào thì giá Bitcoin nó cũng tăng ha.
chứng tỏ rằng á, là khi mà thị trường nó rơi vào tình trạng là bán Excel bán mạnh như vậy á, thì những cái quỹ lớn, quỹ quỹ đầu tư mà dài hạn á, họ cũng lao vào họ mua, họ chứng tỏ rằng á, nhà đầu tư ngắn hạn hiện tại họ đang bán cho nhà đầu tư dài hạn họ mua ha, em họ đang mắc mắc hàng vào các tay của nhà đầu tư dài hạn ha. Ok, chúng ta đi vào nội dung chính, đó là năm lý do mà Bitcoin nó giảm mạnh. Lý do đầu tiên là như anh em cũng đã biết, đó là Elon Musk, CEO của Tesla đã có một bài tweet là không chấp nhận Bitcoin nữa, bởi vì là nó gây hại cho môi trường, cho nên là tập đoàn Tesla không có chấp nhận Bitcoin làm phương thức thanh toán nữa ha. Và cái tin thứ hai đó là Trung Quốc gần đây thì không cho các nhà tổ chức ở Trung Quốc là sử dụng Bitcoin làm phương tiện thanh toán, và chỉ cho những người đầu tư nhỏ lẻ và nhà đầu tư cá nhân sử dụng thôi. Và điều đó chứng tỏ rằng là họ cấm những cái cá voi, nhưng mà không nhưng mà vẫn cho cá con hoạt động anh em. Và cái thứ ba đó là cái biết số lượng Bitcoin được nạp lên sàn trong 7 ngày vừa rồi cũng rất là nhiều. Như anh thấy nè, trong 7 ngày vừa rồi thì Bitcoin được nạp lên sàn là tổng 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 cộng á, nó nạp là 35.000 cái đồng Bitcoin, gần 36.000 ha. Và hầu hết thì nó được nạp lên sàn Binance và sàn Bitfinex nè, anh em thấy là sàn Bitfinex bị rút ra rất là nhiều, nhưng mà tổng lại thì nó vẫn là số lượng là nạp Bitcoin lên sàn rất là nhiều, hơn một hiện tại là tổng 7 ngày vừa rồi là 35.000 cái đồng Bitcoin anh em. Và anh em thấy khi mà Bitcoin được nạp lên sàn nhiều như vậy á, thì nó chỉ chờ một con một một cái lúc mà panic á, là khi mà nó thủng đáy một phát là panic sell luôn. Thì như cái video trước mình đã có nói với anh em á, khi mà nó thủng cái đáy này nè, cái đáy gần nhất ha, nó thủng một cái thì nó panic sell trong ngày hôm qua luôn. Và đó, đây là cái lúc mà các cái dự báo nó báo là đây là giai đoạn mua vào rất là tốt. Hôm qua này nếu chúng ta bắt ở vùng 29 30.000 đô thì hiện tại chúng ta đang lãi tầm 3% ha. Và cái điều thứ hai mình thấy cũng khá là kỳ lạ, đó là trong 7 ngày vừa rồi thì cái số lượng tiền được nạp lên sàn ấy, nó cũng dương dương là dương gần 1 tỷ đô anh em, 800 triệu đô lận. Và số tiền này được nạp lên sàn để làm gì? Thì mình nghĩ rằng là những cái giai đoạn mà panic sale như vậy ấy, thì dòng tiền này nó sẽ phát huy tác dụng của nó, đó là dùng để bắt bắt đáy cũng như là gom thêm rất là nhiều hàng của cá voi. Và anh thấy là cá voi nạp tiền lên sàn rất là nhiều, và hầu hết là nạp ở ba sàn mà uy tín, đó là Huobi, Binance và OKX ha. Và anh thấy là ba sàn này được nạp rất là nhiều tiền, cho nên là cá voi hiện tại đang trú ẩn ở ba sàn này và thu mua altcoin rất là nhiều ha, mình nghĩ như vậy, thu mua altcoin và cả Bitcoin luôn, Bitcoin là rất là rẻ. Ok, và cái lý do thứ tư đó là trend Shitcoin, đó là Dogecoin. Như anh em biết là Shitcoin thì có những cái loại coin mà nó có vốn hóa rất là thấp và không có tính công nghệ, không có áp dụng thực tế được, như là gần đây nhất là có Shiba Inu này, có Dogecoin này, có những cái đồng coin mà có thuộc họ hàng là Sep, đây những cái đồng là Sep Moon, Sep Mart, Sep các kiểu, có rất là nhiều coin mà nó tự chế nữa. Thì những cái đồng coin này á, nó có được dòng tiền cũng như là cộng đồng FOMO rất là nhiều. Và khi mà cái đồng Shiba Inu hoặc là Dogecoin á, mà nó lên sàn thì nó sẽ bị xả, như là Dogecoin nó lên sàn Binance ha, không Shiba Inu đi cho nó gần đây nhất, thì em thấy là Shiba Inu mà lên sàn thì em thấy là cái đồng Shiba Inu này gần đây nhất là nó lên cả sàn Binance rồi, vốn hóa của nó là giờ là còn hơn 5 tỷ, hơn 5 tỷ đô, và nó lên sàn Binance, OKX, Huobi các kiểu rồi ha. Và từ khi mà nó lên sàn Binance đến bây giờ là mình thấy là chưa có lần nào nó pump mạnh cả, nó vẫn là một con sóng rất là giảm, bởi vì là nó lên sàn mà được coi là sàn xịn nhất rồi, cho nên là nhà đầu tư họ khúc này là họ chốt lời nè. Anh thấy là khi mà nó vừa lên sàn cái là họ chốt lời luôn. Đây là cái giai đoạn mà mình thấy rằng là cộng đồng cũng đã quá ăn quá đủ với lại cái đồng những cái trend Shitcoin như vậy rồi, và họ thoái hóa vốn đi, họ thoái vốn đi ha, họ thoái cái dòng tiền ra, cho nên là tiền trên thị trường nó cũng không còn nhiều trong cái thời gian đó, và họ cash out ra ha, thì nó cũng bị thu hụt hụt bớt cái vốn hóa của thị trường là chỉ còn hơn 1.700 tỷ đô thôi. Thì cái lúc đó là như vậy, đó là cục đây cũng là một yếu tố mà ảnh hưởng không ít thì nhiều đến toàn thị trường. Và cái yếu tố thứ tư đó là cái yếu tố thứ năm ha,
yếu tố cuối cùng đó là về biểu đồ. Về biểu đồ nên thấy nè, vì sao mà nó có cú đâm mạnh như vậy? Thì mình thấy rằng là trên hung tuần á, mình cũng đã báo với anh em rất là nhiều rồi. Vì sao mà mình báo nhiều như vậy mà nó chưa có chạy ở trong những video trước? Thì đây là những cái lúc mà nó chạy rồi đó anh em. Nó chạy cái phần kỳ đỉnh là phần kỳ âm của Bitcoin trên hung tuần, với các cái đỉnh sau nó cao đỉnh trước, nhưng mà đỉnh sau của RSI thì nó thấp đỉnh trước này, và cái histogram nó chuyển sang âm một cái luôn, là nó bắt đầu cái đà xả của nó xả một phát. Và hiện tại ấy, vì sao mà mình kể ra hai cái vùng Fibo 0.5 và 0.618 ở đây? Nếu mà nó gãy cái vùng Fibo 0.618 thì mình out ha. Thì anh em thấy là hiện tại nó đang test hai cái vùng này rất là tốt. Khi mà nó phản ứng rồi này, nó bật cái đầu lên ha, chứng tỏ phía dưới này có rất là nhiều người muốn mua ở đây. Và cái vùng này, vùng mà 30 cho đến 31 ngàn ấy, là vùng đáy và đỉnh cao nhất trong cái xu hướng tăng của hôm tuần. Cho nên là nếu mà vùng này bị thủng thì nó sẽ đi vào downtrend ha. Chứ hiện tại mình thấy rằng chưa có downtrend, vẫn còn đang uptrend rất là mạnh. Và video sau thì mình sẽ phân tích vì sao như vậy. Ok, và hiện tại thì nếu tính từ đỉnh ATH đến vùng hôm qua mà nó đâm thì nó đã giảm 53% rồi anh em. Đây là cú đâm mà nó mạnh nhất từ cái thời điểm mà đầu 2021 đến bây giờ, cú 2020 đầu 2021 đến bây giờ ha. Ok, thì đó là cái đầu tiên các về cái sạc. Đây không 31.000 thì nó cũng là cái vùng bắt đầu cái điểm kẻ Fibo của mình luôn, là bắt đầu cái nến bắt đầu sóng tăng. Cũng như là hiện tại thì nó đang phản ứng rất tốt, cho nên là hiện tại có rất là nhiều người nhà đầu tư họ đang mua vào ngay tại giai đoạn này ha. Và trong giai đoạn này nếu chúng ta mua thì chúng ta nên có nguyên tắc như thế nào? Thì mình nghĩ rằng mình á, riêng cá nhân mình ha, mình mua là mình mua chia vốn ra mình mua, mình sẽ đi sai dần, chứ mình không mua một cục. Nếu mà mình bỏ tiền mình mua một cục vào một cái điểm entry á, thì nếu mà nó giảm tiếp thì mình không còn điểm tiền mà mình DCA nữa, cho nên là mình sẽ mua dàn trải ra ha. Mình sẽ mua từng lần như vậy, từng phần á. Và cái yếu tố mà team website của Margin ATM cũng đã có phân tích với anh em, đó là cái mẫu hình ba đáy ở trên cùng ngày. Mẫu hình này anh em thấy nó đen đi trong cái nem này, và nó hình thành đến ba cái đáy, ba cái đỉnh chứ, xin lỗi này, ba đỉnh ở đây. Và khi mà nó break khỏi cái đường màu tím ở đây phía dưới cạnh dưới thì nó đâm rất là mạnh, nó đâm một phát nó hồi lên, sau nó đâm tiếp về đúng cái chiều cao của mẫu hình ba đỉnh này, chip và top ha. Và mình thấy là khi mà nó giảm xuống đây nó về đúng cái vùng kháng cự cũ của nó là vùng 40.000 ha anh em. Hiện tại nó đang phản ứng rất là tốt, cho nên là mình nghĩ là cái mô hình này nó đã chạy xong rồi, cho nên khả năng sắp tới thì nó có một cơ hội lên tầm vùng 51-52.000. Nếu mà nó phá qua vùng này thì nó quay trở lại trên tăng được. Ok ha. Thì ok, thì trên đây là cái video của mình, và anh em cũng đừng quên là tham gia cái video cái sự kiện ATM Spy 02 ha. Và nếu anh em muốn tham gia thì anh em có thể tham gia bằng cách đầu tiên là chúng ta sẽ vào channel Telegram team mình. Anh em ấn dưới phần mô tả của mẫu video á, nó sẽ có đường link Telegram, anh em ấn vào đường Bitly này, nó sẽ đến group Telegram team mình. Thì trên đây là có hơn 8.300 người follow rồi. Anh em vào đây để đọc những cái tin tức mới nhất của team mình ha. Và có sự kiện ATM Spy 02 để nhận token GUM free ha. Và sự kiện này được diễn ra vào ngày 17 cho đến ngày 22 tháng 5. Và các kết quả sẽ được thông báo vào ngày 23 ha anh em. Và năm giải tuần này sẽ có 5 giải và giải thưởng lên đến là 1.200.000 Việt Nam đồng ha. Ok, và tất nhiên video này là video về mục đích thông tin chứ không phải là lời khuyên đầu tư, cho nên anh em nhớ cân nhắc mọi sự đầu tư của anh em ha, thật kỹ lưỡng. Và video này của mình đến đây kết thúc, và xin cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại anh em ở các số video tiếp theo.